xin chào các bạn. Ngày hôm nay ở sân bay Nội Bài có một chiếc máy bay khá đặc biệt đến hạ cánh. Một chiếc máy bay được trang bị 4 động cơ cánh quạt. Tuy nhiên không phải là loại C-130 của Mỹ, mà là một loại khá tương đương với C-130 ra đời từ thời Liên Xô. Đây là loại Antonov An-12. Chiếc này là của hãng Motosik, một nhà sản xuất động cơ máy bay khá danh tiếng của Ukraine. Đây cũng chính là nhà cung cấp động cơ và phụ tùng thay thế cho động cơ của phi đội L-39, máy bay huấn luyện của Không quân Nhân dân Việt Nam. Cũng lâu rồi mới lại thấy một chiếc máy bay của Ukraine đến sân bay Nội Bài, kể từ khi đất nước này bị tàn phá bởi chiến tranh. Và điều này cũng cho thấy một phần nào nền sản xuất và thương mại của Ukraine đã được phục hồi. Bây giờ là lúc chiếc An-12 của Motosik tiến vào bãi đỗ ở sân bay Nội Bài. Và máy bay này gần như tương đồng với các thông số so với loại C-130 của Mỹ. Tải trọng hàng hóa của nó lên tới 20 tấn, trong khi C-130 là 19 tấn. Đáng tiếc là loại máy bay này đã dừng sản xuất từ năm 1973. Có lẽ một loại máy bay vận tải quân sự tầm trung như An-12 hoặc C-130 là phù hợp với Không quân Nhân dân Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên giá của các chiếc C-130 khá chát. Chúng ta không chỉ đang được chứng kiến một chiếc máy bay mà còn là một cổ vật ở trên sân bay Nội Bài. Chiếc máy bay này đã được sản xuất từ năm 1966, tức là đã có tuổi đời 57 tuổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.